Trong khuôn khổ của dự án, các trung tâm đổi mới sáng tạo xanh, gọi tắt là dự án GIT, do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức tài trợ, được thực thi bởi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Đức GIZ. Vào sáng nay 27 tháng 9, tại Hợp tác xã Khiết Tâm, huyện Vĩnh Thạnh, Ban Quản lý Dự án GIT thành phố Cần Thơ tổ chức khai giảng lớp học kinh doanh cho nông dân. Trong 4 buổi dự lớp, 25 nông dân đến từ huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thới Lai được trang bị kiến thức về kinh doanh như cách tiếp cận với các dịch vụ tài chính tốt, tăng thu nhập khi sản xuất lúa có chất lượng, cách lập kế hoạch và đánh giá kế hoạch sản xuất, quản lý khoản vay và trả nợ, cách quản lý dòng tiền trong năm, vân vân. Dự án GIT Việt Nam được triển khai tại 6 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, gồm An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ. Thời gian thực hiện là 5 năm. Tại thành phố Cần Thơ có 10 hợp tác xã với khoảng 1.200 lượt nông dân sẽ được dự án hỗ trợ trang bị kiến thức sản xuất lúa, xoài tiên tiến và kiến thức làm kinh tế nông nghiệp, qua đó góp phần giúp tăng năng suất và chất lượng nông sản, cải thiện thu nhập và xây dựng tính chuyên nghiệp cho nông dân, hợp tác xã.